Chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một việc mà hiện tại bây giờ rất nhiều người đang nghe thấy và rất nhiều người nói tới. Đó là năm 2024 có nên làm kinh doanh hay không? Thì xin chia sẻ với các bạn một điều là gì? Là lúc nào nó cũng là thời điểm phù hợp. Tại vì nó sẽ là cơ hội của người này và là thách thức của người khác. Năm 2023 chúng ta nhìn thấy nền kinh tế suy thoái. Nhưng cũng là một năm mà rất nhiều người kinh doanh thành công trên môi trường số, đặc biệt là TikTok Shop. Shopee, những hình thức kinh doanh truyền thống thì khó khăn nhưng những hình thức đấy thì lại được. Nhưng không phải tất cả các mặt hàng đều được. Những cái mặt hàng xa xỉ phẩm thì khó kinh doanh, những mặt hàng nào lại thông dụng, giá rẻ thì lại bán được. Cho nên là tất cả mọi thứ nó đều là cơ hội và thách thức. Nhưng đặc biệt năm 2024 nó có một số điều sau nó sẽ là thuận lợi để chúng ta tập trung hoạt động về kinh doanh. Đầu tiên đó chính là có rất nhiều đối thủ rời khỏi cuộc chơi. Không biết là anh chị đang kinh doanh trong ngành nghề như thế nào, nhưng trong ngành nghề mà tôi đang kinh doanh và có cơ hội để được làm internet marketing cho họ thì đã có khá nhiều doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Họ rời khỏi thị trường vì vấn đề thứ nhất đó là nhu cầu của sản phẩm kinh doanh là ít đi. Cái thứ hai nữa là gì? Do không thể cạnh tranh được với những cái mô hình kinh doanh mới mà có lợi thế cạnh tranh hơn. Cái thứ ba nữa là do mô hình kinh doanh của họ quá cũ và cồng kềnh, cho nên chi phí đội lên lớn quá. Đến lúc này dẫn một việc là doanh nghiệp người ta rời bỏ khỏi thị trường. Và khi rời bỏ khỏi thị trường thì chắc chắn là thị trường sẽ có chỗ trống và cần có người lấp đầy. Và việc những doanh nghiệp nào mà kinh doanh với mô hình vẫn là một hoạt động kinh doanh đó, nhưng mô hình tốt hơn mà lấp đầy lại được thì đấy lại là cơ hội. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy tiếp đó chính là thói quen hành vi mua sắm của con người thay đổi. Bao giờ cũng như vậy, là khi thói quen mua sắm của con người thay đổi thì nó sẽ tạo ra một cái thị trường mới và nó sẽ tạo ra một cái hoạt động kinh doanh mới cho nhóm người có nhu cầu mới. Năm 2003 khi Internet phổ cập ở Việt Nam thì lúc này sẽ có rất nhiều những người nhanh nhạy nhảy lên Internet và kinh doanh. Họ đã đánh bại được những doanh nghiệp kinh doanh truyền thống và kiếm được hợp đồng. Những năm đó thì tôi sinh viên chân nước chân giáo ra trường. Tôi làm website, tôi bán làm quà tặng và tôi đã kiếm được những trăm triệu đầu tiên thông qua việc làm hợp đồng quà tặng. Những doanh nghiệp ở những cái nơi xa xôi mà họ chưa giờ họ liên lạc lên bắt chàng thì thông qua Internet họ lại liên lạc được với tôi và tôi đi ký kết hợp đồng với họ rất dễ. Tại vì là sao? Ít người bán, họ cũng có ít thông tin cho nên tôi chiến thắng được. Rồi sau đó đến khi mà thị trường bắt đầu thay đổi, khi mà có quá nhiều người tham gia vào cái việc làm Internet, quảng cáo trở nên phổ cập rất là nhiều, thì những doanh nghiệp nào mà chạy quảng cáo được với chi phí rẻ lại là chiến thắng. Rồi đến khi mà tất cả mọi người đều lên Internet chạy quảng cáo thì những doanh nghiệp nào có cửa hàng trực tiếp, có các hình thức mạng lưới bán hàng, ví dụ như là Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, họ lại là người chiến thắng. Tại vì khách hàng lúc này là họ muốn trải nghiệm một cách trực tiếp. Rồi đến khi mà live stream lên ngôi thì những người nào live stream được lại là chiến thắng. Cho nên là các bạn yên tâm đi, năm 2024 khi hành vi mua sắm con người thay đổi thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái thị trường mới. Rất nhiều người live stream rồi, rất nhiều người giới thiệu và chia sẻ rồi, thì bây giờ nó lại đến giai đoạn của sự kết hợp giữa live stream và trải nghiệm. Nghĩa là các bạn không chỉ đơn thuần như người ta nhìn thấy chúng ta đang ngồi một chỗ nữa, mà họ muốn nhìn thấy cả cơ sở vật chất của các bạn, thấy con người của các bạn, thấy sự kiện các bạn tổ chức. Các bạn live stream sự kiện mời nhiều người đến tham gia, giống như Huấn Hoa Hồng bây giờ đang làm, anh ấy đang làm như vậy. Đó là một cách để kết hợp giữa việc là gì, live stream truyền thờ trực tiếp theo cái mô hình cũ cộng với cả kết hợp các tổ chức sự kiện, cũng là một mô hình cũ, hai cái cộng vào nó tạo ra một cái mới. Và chưa kể sắp tới khi mà cái lượng người sử dụng kính 3D, đúng không, kính VR, nó trở nên phổ cập hơn, thì lúc này là chúng ta sẽ thấy là cái hoạt động biểu diễn nó sẽ trở nên là chuyên nghiệp hơn, khi mọi người lúc đấy cũng là gì, trở thành diễn viên hết. Anh chị nhìn thấy là bây giờ tôi cũng phải bắt đầu phải đóng cảnh diễn viên, phải giới thiệu, phải chia sẻ, phải kể chuyện thì mọi người mới biết đấy chứ. Còn ai biết tới những cái thứ mà mình đã làm từ ngày xưa. Nên đấy là điều số 2. Nghĩa là hành vi mua sắm thay đổi thì cơ hội sẽ có. Cái việc thứ ba nữa là năm 2024 sẽ là một năm kinh doanh tốt nữa. Đó chính là khi mà các cái luật với cả các chính sách đã được hoàn bị. Ví dụ như chúng ta thấy luật đất đai thông qua này, nhà nước bơm thêm tiền vào nền kinh tế này, nhà nước kiểm soát lạm phát xong này, tất cả các ban ngành bắt đầu sắp xếp lại vị trí. Thì đó là thời cơ chứ còn sao nữa. Khi mà mọi người sắp xếp lại thì nghĩa là chúng ta sẽ có cơ hội mới. Vì cái gì cũng thế thôi, khi mà muốn giải ngân ra được dòng tiền, muốn đưa ra thị trường thì phải có nơi tiêu thụ. Tiêu thụ phải là gì? Phải có cơ sở vật chất gia tăng thêm này, đầu tư sản xuất này, quy mô tăng này, gọi thêm vốn đầu tư này, rồi người tiêu dùng phải tăng trưởng. Mà như vậy thì tiền bung ra thì rõ ràng là người cuối cùng đó chính là những người dân sẽ phải tiêu tiền. Thì lúc đấy thì cái dòng tiền đấy nó mới trôi được. Chứ còn nếu mà bỏ tiền ra đấy mà cuối cùng là người dân không tiêu tiền, cứ giữ tiền ở trong cát thì không bao giờ giải quyết được vấn đề. Đấy là cái chúng ta nhìn nhận được. Nên năm 2024 cũng sẽ là năm khi mà dòng tiền được bơm ra nhiều, thì cũng là một năm có cơ hội rất là lớn để mọi người có thể đạt được cái thành tựu mình mong muốn.
Cái điều thứ tư nữa chúng ta lại nhìn thấy tiếp được, đúng không? Đó chính là việc sau rất nhiều năm khi mà chiến tranh xảy ra, đến năm nay là năm thứ ba rồi, giữa Ukraine và Nga, thì chúng ta cũng nhìn thấy là mọi thứ bắt đầu nó cũng chuẩn bị đi vào giai đoạn cuối rồi. Các nước bắt đầu cảm thấy chán nản rồi, bắt đầu hết tiền rồi. Chúng ta cũng nhìn thấy báo chí bắt đầu cũng gần như là lạc dần trong cái việc đưa thông tin rồi. Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhìn nhận thấy là sau khi kết thúc cuộc chiến, khi mà cuộc chiến nó kết thúc thì nghĩa là sẽ có rất nhiều thứ phải tái thiết, rất nhiều những thứ được thiết lập lại. Và lúc này thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là mọi thứ được thiết lập lại thì cái cơ hội nó sẽ có ở trong giai đoạn này. Nghĩa là những ai chuẩn bị cơ hội để hoạt động kinh doanh. Cho nên tôi cũng nhìn thấy là rất nhiều anh em bạn bè bắt đầu tập trung đầu tư vào những ngành sản xuất. Khi mà họ nhìn thấy được là nhu cầu thị trường trong nước, nhu cầu thị trường thế giới, rất là mọi thứ nó chuẩn bị đến giai đoạn và sẽ cần phải được tái thiết, cần phải được cung cấp lại. Thế thì phải có đơn vị cung cấp chứ. Thế thì nếu những ai chuẩn bị từ bây giờ thì cũng sẽ là một yếu tố để có thể xử lý và phát triển được. Tại vì trong giai đoạn này thì nhà nước cũng khuyến khích mọi người phát triển kinh doanh. Việc vay vốn nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Anh chị có thể thấy là trước thì vay vốn còn khó khăn, chứ bây giờ hiện tại mà vay vốn thì nó không còn là vấn đề quá khó khăn nữa. Khi mà chúng ta có tài sản, chúng ta có thể được vay cái nguồn vốn khá là thấp. Cái lãi suất nó thấp thì nó có cơ hội để chúng ta có thể đầu tư một giai đoạn dài hơi hơn để thực hiện công việc của mình. Đứng về góc độ marketing thì tôi nhìn thấy năm 2024 nó lại là năm cơ hội rất là lớn. Cơ hội đầu tiên mà được nhìn thấy đó chính là việc khi mà có rất nhiều doanh nghiệp người ta rời bỏ thị trường, nó sẽ bỏ trống lại một loạt những cái nền tảng mà trước kia mọi người đã làm và bây giờ thì đang bỏ không. Trong đó đặc biệt đó là vấn đề về sale. Tôi thì đã theo dõi cái hoạt động về sale cũng nhiều năm, từ năm 2004-2005. Khi bắt đầu sau 2003 là Internet bổ cập, 2004-2005 là bắt đầu mọi người sẽ đổ xô đi và tập trung vào những cái kênh marketing không đồng, đó là sale. Thì sale nó vẫn cứ chập chững và liên tục phát triển đến tận bây giờ. Thì lúc này sẽ thấy là rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp kinh doanh, sau khi họ bị quảng cáo họ không làm được nữa, họ dừng lại, họ bị phá sản. Thì như vậy là cái thị trường ở phía trên đấy bây giờ đương rất là rộng. Có thể thấy được là trong một tầm 3 năm qua, cái lượng người search, đặc biệt là những người search liên quan đến từ khóa, nó tăng trưởng rất là mạnh. Và cái việc nhu cầu về làm sale nó cũng thay đổi rất là nhiều. Các doanh nghiệp cũng nhìn nhận thấy được vấn đề việc là mình không thể bỏ tiền ra làm quảng cáo mãi được, mà mình sẽ phải tiến hành làm sale. Thì cái thị trường trên đấy bây giờ là đang ít người làm. Cái thứ hai nữa là nhu cầu ngày càng tăng. Nhu cầu tăng là gì? Là mọi người bắt đầu sau bị quảng cáo tác động vào đầu nhiều, thấy nhiều trên sàn thương mại điện tử, họ vẫn phải muốn search xem nó là cái gì. Thì từ đó dẫn một việc là cái volume của thị trường nó đều tăng. Điều thứ ba nữa, đó là khách hàng có nhu cầu thì họ vẫn là search trên sale rất là nhiều. Tại vì các bạn có thể để ý là chúng ta không thể ôm hết tất cả các từ khóa chạy quảng cáo được. Tại vì những từ khóa mà chạy quảng cáo thì rõ ràng là chúng ta không đủ tiền để chạy, mà chi phí bây giờ nó càng đắt. Một từ khóa lên 15,000-20,000 một click thì các bạn chịu được bao nhiêu lâu? Trong khi đó một ngày bây giờ các bạn kiếm được về 1,000 click đến từ sale thì lại chuyện đơn giản. Nên đấy chính là cái mà chúng ta nhìn thấy cơ hội liên quan đến vấn đề về sale, nó là cái chúng ta cần phải làm. Điều tiếp theo nữa, có một cái cơ hội số 2 nữa, đó chính là việc, ở đây tôi phải dùng đúng một từ, đó là những người khổng lồ bắt đầu thức dậy. Ngày trước thì cái việc về marketing, về livestream, về giới thiệu sản phẩm, về bán hàng đều do cá nhân và những đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ tiến hành làm. Nhưng sau khi các đơn vị đó tiến hành làm được thì lúc này là các đơn vị lớn nhảy vào. Và đây nó là một cuộc chiến vô cùng hay ho. Các đơn vị lớn là đơn vị người ta cung cấp sản phẩm, họ có được về cơ sở vật chất này, họ có con người, họ có tiền, họ có tất cả những cái thứ để đập bẹp được tất cả những người đang kinh doanh online bây giờ. Tại vì đơn giản thôi, họ là người bán buôn cho các bạn đang kinh doanh online. Mà bây giờ họ nhảy lên, họ làm live stream, họ nhảy lên, họ giới thiệu lại một cái chi tiết, họ thuê KOC giới thiệu. Thì như vậy, đấy là một cái sự cạnh tranh rất là lớn. Nhưng đó cũng là một vấn đề là gì? Đó là cơ hội. Khi mà những người khổng lồ đấy họ thức dậy, họ mong muốn làm, thì anh chị ra thấy là có một việc là xu hướng tiếp theo, đó là từ affiliate. Nghĩa là mọi người bắt đầu sẽ kết hợp với nhau. Thay vì việc là các bạn bây giờ làm một cách đơn giản là chỉ có các bạn làm, thì các bạn sẽ kết hợp với đơn vị lớn đó. Các bạn tận dụng được cơ sở vật chất của họ thì sau này chúng ta sẽ tiến hành kinh doanh rất là tốt. Cho nên là cái việc làm affiliate nó là một cái cơ hội trong vòng 5 đến 10 năm tới. Sẽ làm rất là nhiều. Nghĩa là chúng ta sẽ đi kết hợp và đứng trên vai người khổng lồ. Những người khổng lồ đấy họ có sẵn tất cả rồi. Họ chỉ cần có người đồng hành đi cùng, và các bạn sẽ thấy đấy là cơ hội của chúng ta.